Những quy luật bất biến trong đầu tư chứng khoán. Phần 2. Thị trường luôn được dẫn dắt bởi một nhóm cổ phiếu, nhất định bạn phải xác định được nhóm nào. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thường được xác định bởi các yếu tố như lĩnh vực kinh doanh đột biến, tiềm năng tăng trưởng. Nhóm này thường có mức tăng cao hơn so với thị trường chung vì sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn. Nhóm cổ phiếu này sẽ tăng rất mạnh, tạo ra sự lan tỏa đến toàn thị trường để một vài nhóm cổ phiếu khác tăng theo và khi đó chỉ số cũng lên. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thường tăng gấp vài lần thị trường chung. Tức là nếu thị trường tăng 20% thì nhóm này có thể tăng đến 70-80%. Nhà đầu tư thành công đến mấy cũng phải trải qua nhiều lần cắt lỗ. Quan trọng là họ lại đứng lên và đi tiếp, đừng nên coi nó là sự thất bại. Quan trọng là bạn có dám chấp nhận mình sai và cắt lỗ không? Sau khi cắt lỗ bạn còn có thể đầu tư tiếp hay không? Tôi đã từng rất nhiều lần cắt lỗ. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hối hận về các quyết định cắt lỗ của mình. Bạn nên dừng lỗ khi cổ phiếu giảm 5-7% tổng tài sản. Không thể gọi là đầu tư dài hạn khi cổ phiếu đã khiến bạn mất 20% trên tổng NAV đầu tư. Khi cổ phiếu dẫn đầu đạt đỉnh chính là lúc cân nhắc rời khỏi thị trường. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt này sẽ tăng khoảng 3-6 tháng rồi bắt đầu điều chỉnh. Nhóm penny mới chỉ gần đạt đỉnh. Đây chính là lúc bạn cần rút khỏi thị trường vì chỉ 2-3 tuần. Khi nhóm dẫn dắt đã đi xuống rõ ràng, các cổ phiếu cũng lần lượt đạt đỉnh và hiện tượng xả hàng sẽ diễn ra đồng loạt trên tất cả các nhóm cổ phiếu. Người ta mua bán theo cảm xúc, hay nói chính xác hơn là kỳ vọng nó tăng, không phải vì phân tích. Một lý do người ta mua bán theo cảm xúc là kỳ vọng giá trị tài sản sẽ tăng trong tương lai. Người mua tin rằng nếu không tham gia thị trường ngay, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội lớn. Điều này dẫn đến việc mua vào khi giá tăng và bán ra khi giá giảm, dựa trên hy vọng giá sẽ tiếp tục biến động theo hướng đó. Khi giới thiệu hệ thống đầu tư mới, nhiều người lo nhỡ ai cũng biết thì sao. Tôi không lo lắng, vì chỉ 20% số người biết sẽ thực hiện và chỉ số ít làm xuất sắc. Đa số mọi người quyết định theo cảm xúc, ít quan tâm đến hệ thống đầu tư. Để từ bỏ cảm xúc và mua bán theo một hệ thống cứng nhắc, tiêu chuẩn là quá trình dài và khó, thậm chí gian nan hơn việc tạo ra một hệ thống đầu tư hiệu quả. Thị trường có tăng thì cũng có giảm, có cả đi ngang ngửa. Nhiều nhà đầu tư mới thường mắc sai lầm khi chỉ chăm chăm xem thị trường lên hay xuống để mua bán. Thị trường còn có trạng thái đi ngang, không có xu hướng rõ ràng. Đáng tiếc, giai đoạn này chiếm 30-40% thời gian trên thị trường. Đặc điểm dễ thấy là cổ phiếu vừa tăng 1-2 phiên lại giảm. Bạn vừa mua xong giá xuống, đợi vài phiên bán ra thì giá lại lên. Bạn không lỗ nhiều nhưng liên tục quay vòng vì nhìn đâu cũng tưởng ngon ăn, khiến tài sản bay nhanh dù thị trường không giảm. Khi thị trường đi ngang, nếu nắm giữ cổ phiếu tốt, bạn nên tiếp tục mua thêm hoặc ngồi im chờ thị trường tăng trở lại. Không phải cứ tin tức tốt hỗ trợ là cổ phiếu sẽ tăng. Khi cổ phiếu tăng, tin tốt sẽ tạo đà cho nó lên mạnh hơn. Ngược lại, khi cổ phiếu giảm, nhiều người kẹt ở vùng giá cao chỉ chờ giá hồi lên để bán ra. Quan trọng không chỉ là tin tức mà còn nhiều yếu tố khác như tâm lý thị trường, biến động vĩ mô, chính sách kinh tế. Do đó, tin tốt đôi khi cũng không cứu được cổ phiếu. Trong xu hướng giảm, khi nào thấy volume cạn kiệt là lúc nên cân nhắc theo dõi cổ phiếu đó. Cổ phiếu giảm tức là lượng bán nhiều hơn lượng mua. Khi volume cạn kiệt tức là không còn nhiều cổ phiếu được bán ra nữa, lượng cung không còn nhiều, nên theo dõi để sẵn sàng mua vào. Học viện cổ phiếu Trường Money, chúc các bạn đầu tư thành công.